Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của BQ Thành. Và hôm nay mình sẽ cùng ốc lại đi chơi game với những tựa game rất là đáng sợ, khiến các bạn đứng hình mất 10 giây. Và bạn nào mà yếu tim thì đừng có mà xem video nhá. Xem xong rồi tè ra quần lại bảo chúng mình. Và các bạn biết rằng chúng ta đã từng chơi tựa game Amanda. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chơi một tựa game nhưng không phải là Amanda. Thế thì liên quan gì đến nhau? Nó gần giống như nhau. Gần giống á? Tò mò quá đi. Bây giờ chúng ta vào chơi luôn nhá. Đúng rồi, chúng ta sẽ vào chơi luôn. Và các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh Thành làm thật nhiều video mới. Và game ngày hôm nay chúng ta được chơi bằng tay cầm. Rồi, đi thôi. Yeah. Ui, cái gì đây ông ơi? Cái mịt. Cái mịt. Làm gì cái mịt? Đây là như kiểu là một cái chất lỏng nhiều màu sắc các bạn. Gì đây? Xin chào, hello Chiboso. Xin chào nha. Cái phiên bản mà chúng ta đang chơi thì là phiên bản mà full version, tức là nó không có sự chỉnh sửa nào ở cái thiết bị 64. Nintendo 64 các bạn. Nintendo là rất là lâu rồi. Và cái thông tin về cái tựa game này ấy thì nó cũng không có nhiều các bạn ạ. Kể từ khi mà nó bắt đầu phát hành vào năm 1997, cái thời đó rất lâu rồi, lúc đó là anh Bêu Thành và chị Ốc đang đóng bỉ. Chúng ta đang đi mua, hỏi một người bán hàng eBay tên là Daniel để mua con game này. Và cái game này thì không chơi được với cái thiết bị giả lập nào cả. Nhưng mà sau khi tò mò, sau bởi vì cái sự tò mò của chúng ta thì sau đó chúng ta đã tìm được một cái cách để xây dựng cái tựa game đấy cho chúng ta luôn. Và cái tựa game này thì có một vài hình ảnh kinh dị và nhấp nháy, thế nên là bạn nào yếu tim thì đừng có xem mà đừng có chơi. Và mọi sự xảy ra trong cái game này thì đều là sự thật, không có sự thay đổi gì cả. Ui, thế là cả game là được mô phỏng ngoài đời thật và người ta làm lại thành game đó các bạn. Đằng xa xa có cái đầu con gì kia. Đúng không? Giống hệt cái tựa game mà chúng ta vừa xem trong TV đó các bạn ạ. Đắm tàu nha các bạn. Đây là tựa game đắm tàu và trên con tàu có 3 người bạn. Ốc thì ốc đoán là hình mà cái bạn mà mặc áo trắng ấy là mặt hơi xinh xinh má hồng. Đấy bạn, bạn dài cá đúng không? Bạn dài cá nhưng mà đấy là ốc đây. Vậy ốc xinh như thế hiểu không? Và là con gái thấy mí mắt cong cong đúng không? Rồi, okay. Còn Bê Quy Thành chính là cái đứa màu đen ở đằng sau. Cái đứa màu đen con ngông nhá. Đứa màu đen. Không phải. Đen, ôi giống nhau thật chứ. Giống nhau thật thôi. Ông chả biết gì cả. Anh là cái chú Hải Ly này. Đây, mặc áo xanh thủy thủ thuyền trưởng. Hải Ly cái gì mà Hải Ly, có mà đồ ngu xỉ có. Không ai cho anh làm thuyền trưởng hết. Anh làm thuyền trưởng nhá các bạn. Rồi, bây giờ anh sẽ dẫn các bạn đi trên chiếc thuyền bé bé xinh xinh. Rồi, ba đứa mà đi cái thuyền bé tí không à. Chuyện gì sẽ xảy ra đây các bạn và ốc. Em có biết chuyện xảy ra không? Không biết đâu. Màn hình tối đen. Đó là vào một ngày đẹp trời như là bao ngày khác. Rồi, chuyện gì xảy ra đây? Đây. Ba người bạn ở trên tàu thật đấy các bạn. Đấy, cái này là ảnh chụp chứ không phải là màn hình. Cái con Bucky này và những người bạn của nó thì đi câu cá nha các bạn. Anh là Bucky à? Bucky. Và Bucky đã phát hiện ra một cơn bão cách đó không có xa lắm. Ôi, gặp bão rồi các bạn ơi, gặp bão trên biển nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Bucky thì muốn thoát khỏi đây một cách an toàn. Ôi. Tất nhiên rồi, phải bơi ngược lại đúng không? Nhưng mà các bạn đã đọc cái title rồi đúng không? Và biết chuyện gì xảy ra, chính là đắm tàu. Đã đắm tàu rồi, hiểu không? Thế thì chúng ta sẽ bị chết chìm hả? Đúng. Bucky đã đâm con tàu vào hòn đảo. Thế là kịp quay xe vào hòn đảo rồi. Đúng rồi. Bucky thì còn sống nhưng mà cũng chưa biết là bạn Bucky có sống hay không. Đấy. Và dường như là đã bị bắt cóc rồi. Bắt cóc trên đảo. Bây giờ chúng ta phải giúp cái bạn Bucky để tìm ra những người bạn và thoát khỏi hòn đảo này. Thế là những người bạn hình như là sống sót và hình như là bị bắt bởi những cái con sói trên hòn đảo này. Nghĩa là hòn đảo này được thống trị bởi những con sói các bạn ạ. Quá đỉnh luôn. Rồi xong Bucky, Bê Quy Thành ạ. Và đây chính là Bê Quy Thành, Bucky, thủy thủ thuyền trưởng, mặc áo màu xanh chứng tỏ là anh. Ok. Đấy. Nghĩa là mình gặp bão và bây giờ mình đi vào hòn đảo này phá vỡ sự yên tĩnh của những con sói và nó bắt những người bạn mình đi làm việc rồi các bạn ạ. Rồi đây là đảo dừa nha các bạn ơi, coconut. Đúng không? Bây giờ mình phải đi tìm cách cứu những người bạn à. Nhìn anh đi như một con điên đấy Thành ạ. Chào các bạn nha. Chào sao như kiểu đấm các bạn ấy nhở. Sorry các bạn. Đây là
đây có một cái biển thông báo nha. Công viên, khu công viên nha các bạn. Công viên. Đảo này rộng nhờ, có cả công viên luôn. Ờ. Thích nhờ. Anh rất thích đi công viên luôn. Rồi đi cứu bạn anh đi. Trời ơi, đi quên mất viên. Quên mất nhiệm vụ chính là đi cứu bạn các bạn. Rồi, bên này là living quarter, là cái khu sống, là cái góc mà góc mà kiểu để mọi người sống ở đó, tức như kiểu là nhà cửa hay gì đấy, tóm lại là có người sống ở đó đó. À thế à? À thế làm sao mà chắc mấy con sói sống ở đấy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào xem nào. Em gặp mấy con sói bảo làm sao lại bắt mấy đứa bạn tao. À làm sao lại bắt của bạn của ta. Con này không phải con sói. Con này bãi biển. The beach. Đấy bảo khu có người sống phát thấy ngay một đứa luôn. Bucky. Listen, nghe này, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tôi có một con tàu nó hơi tệ. Giống như là con tàu của bạn đấy. Và con tàu của tôi thì tôi ở đây. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi tóm lại là nó cần mình sửa tàu cho nó. Không phải sửa mà mình đi lấy cho nó con tàu ở trên đỉnh núi. Ui giời ơi, sao nó không tự lấy? Và nó còn cảnh báo là khi trời tối thì chúng ta không được di chuyển, không được hoạt động. À, nó giống như trò đèn xanh đèn đỏ, đúng không? Ờ, nhưng mà đây không phải là trời tối nha các bạn. Đây là hiện tượng game bị đen màn hình ấy, chứ không phải là trời tối các bạn. À, đi như parkour hả? Ờ, đúng rồi. Yeah, cái tàu trên đỉnh núi mà có cái đường vàng chỉ xuống đó. À. Thế tại sao con đấy nó không lấy được ta? Con đấy nó béo quá. Ờ, chắc thế. Nó giống ốc ấy, nặng quá không nhảy được các bạn. Ui, tí thì chết các bạn ạ. Còn cái nịt rồi Thành ơi. Các bạn biết không, khi trời tối này có một cái hiện tượng gì đấy các bạn ạ. Nếu mà chúng ta di chuyển chúng ta sẽ bị bắt cóc hay bị bê đi đâu thì phải. Thôi anh được biết. Thế thì mình thử đi xem. Thử đi cái gì? Càng lúc thì nó càng tắt đèn nhanh hơn. Nhiều lần tắt đèn hơn. Chập tắt. Đúng. Rồi. Rồi. Ấy, trời. Ui, cẩn thận đấy. Ghê quá các bạn ạ. Bởi cái lúc khi mà nó đèn nó tắt anh không dám di chuyển luôn á. Ôi. Không sao không? Chắc không sao. Không sao các bạn ơi. Ui dồi ôi. Thật sự. Để đâm đầu vào lòng đất à? Game là dễ. Mình thấy tự sợ bản thân mình luôn đấy các bạn. Rồi, sắp lấy được cái thuyền rồi. Ok, bắt đầu thử hiện kỹ năng này. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết. Tí thì rồi. Sợ đấy các bạn. Căng thẳng quá rồi, thuyền rồi. Bay bên đây, bay đến kia kiểu gì? Xa quá. Ủa, mình bay lên đây, mình lấy thuyền kiểu gì à? Hay cứ thử bay đi. Mình thử làm một lần đi, xem nào. Ừ, làm một lần đi, bay hướng nào? Hướng mũi tên như thế. Ôi trời, đi vào lòng đất rồi. Sao tìm hướng lên đây? À, nó như kiểu bậc thang, đi đúng lên, rồi. Đi vòng lên. Chúng ta sẽ có những cái bậc thang để đi lên các bạn ạ. Đúng rồi. Đây rồi, nhảy lên đây. Ôi giời ơi. Chú Hải Ly ăn hại. Ôi giời ơi. Đừng có quay người, nhảy thẳng thôi là được. Đấy, đúng rồi. Xuất sắc. Tí rơi các bạn. Xong, căng thẳng quá nhờ. Bình tĩnh. Anh sẽ thắng nhiệm vụ và cứu được tất cả những người bạn rời khỏi hòn đảo này. Yên tâm đi. Ui, cẩn thận, giật hết cả mình. Sắp lấy được thuyền rồi. Thế lưu được lên đây không? Chiến thắng. Mày nhảy lên thuyền. Anh Bưu Thầy đã lấy chiếc thuyền cho cái ông răng dài kia rồi. Ông răng dài đấy như là con gì ta? Chắc cũng là Hải Ly. Không phải Hải Ly. Ô, bạn ăn được rồi. Cảm ơn rất nhiều Bucky. Tôi biết bạn có thể giúp tôi mà. Và bây giờ hãy chạy đi. Ok ông bạn, tôi sẽ chạy. Mà không chạy một mình đâu. Tôi sẽ cứu tất cả những người bạn của tôi rời khỏi hòn đảo này. Đấy, mình là người tốt không? Đây có một cánh cửa bị khóa này các bạn này. Ui, cái gì đây?
2, 3 gì các bạn ơi, như kiểu chữ viết tắt ấy. Ờ. Ảo thật đấy, chả biết, chả hiểu kiểu gì. Trong này có rất nhiều ngôi nhà nhỏ nha. Ờ, đúng là khu của bọn sói nó sống khác rất nhiều những ngôi nhà, như cả một ngôi làng của sói các bạn. Ờ. Có ai đây không? Xong thấy con sói nào? Làng sói mà chả thấy con sói nào. Ai sói đi săn hết được không? Điên à, đảo ấy đi săn ở đâu? Đảo là như ở bị cô lập rồi ấy, xung quanh toàn là biển. Thì nó cũng vẫn phải đi săn vòng quanh hòn đảo để kiếm cái nhưng ăn. Nhưng mà đảo chứ. Chỉ có đảo dừa thôi. Thế là sói ăn dừa à? Ừ. Ồ, đây có một cánh cửa sao nữa này. Ừ. Ra cánh cửa đấy xem có gì không. Ồ. Đây là gì? Dạp chiếu phim. Ồ, đi xem phim à? Ôi, quá đỉnh, đảo này quá đỉnh luôn. Đảo có cả dạp chiếu phim các bạn ạ. Sói cũng xem phim. Ủa, alo luôn đấy. Ồ, đúng là dạp chiếu phim nha. Có những hàng ghế băng khá là dài. Nhưng không có màn hình. TV đâu, màn hình TV đâu. Ai biết đâu. Ồ, thế là dạp chiếu phim không có màn hình TV à? Chắc là xem, ví dụ bạn sói đứng đây biểu diễn như này. Ờ. Xem đây, xem đây. Không phải là dạp chiếu phim. Sorry các bạn, mình có thể dịch là nhà hát. Ờ, nhà hát chứ. Nhà hát, nhà hát. Dạp chiếu phim. Oh, sorry các bạn, nhầm. Con điên điên. Con đen đen ở trong trailer, nhìn thấy chưa? Con đen đen. Đây chính là người bạn ngỗng của mình. À, ngỗng à, hóa ra là con ngỗng, nhìn em tưởng nó là con quạ. Công nhận nó đen như con quạ các bạn. Ừ, đúng rồi. Rồi, xem nào. Ồ, nhìn này, bạn đã quyết định xuất hiện ở đây. Ồ, ồ. Tôi đang chuẩn bị bữa tiệc. Và hãy nghe này, tôi đang nấu rất là nhiều. Nhiều lắm và mọi người đang đều khá là đói. Nhưng mà... tôi thì tôi phải rời đi một chút. Bạn hãy tắt cho tôi những cái lò mà nếu cái lò đấy nó phát ra khói nha. Cảm ơn. Trời ơi, ông này ông đang nấu ăn cho một bữa tiệc. Có rất nhiều cái lò. Bây giờ ông nấu nhiều quá thì là ông không quản lý được hết. Ông nhờ mình cái lò nào bốc khói thì mình dập tắt cho ông đấy. Bốc khói kìa, mấy cái đỏ là đang bốc khói đó. Tắt đi. Tắt đi, xong. Bên kia kìa. Tắt. Tắt đi. Đâu, còn cái nào nữa bốc khói. Gì đâu một mình ông nấu bằng này cái lò ông làm sao mà quản lý được hết. Đây. Tắt đi. Anh lên kiểu nổ tung bây giờ. Đâu, khói đâu bốc. Kia. Ui giời, tắt đầu ở chỗ đấy mà đánh tay. Trời. Ai xong ngay dễ. Kim là dễ. Tưởng gì chứ nấu ăn anh đấy, phải kia, làm kia, được kia. Hết. Gần chỗ ông kia. Tưởng ngay. Mà hình như nấu món gì toàn thấy lò nướng. Chắc là các món thịt nướng. Ờ, sói chắc là chỉ ăn thịt nướng thôi chứ. Ừ. Ui nhiều lò quá, chạy nhanh lên Thành. Ui giời. Cái gì mà đấm. Không hiểu ông này nấu kìa, nhiều kìa, lò này điểm dề. Bên kia. Hai lò luôn. Ui dồi ôi, cháy hết rồi còn cháy đâu. Cháy hết rồi còn đâu. Thế này thì ăn thịt cháy rồi. Ủa? Hay là dừa nướng, trên đảo này toàn dừa mà. Ờ, dừa nướng. Kéo dừa nướng các bạn. Hay là nó nướng bạn mình rồi. Ờ nhờ. Hay là bạn rái cá là ốc bị nướng. Ok, mình đã tắt hết lò rồi. Ngọc ơi, mình đã giúp bạn thành công rồi. Bạn thấy mình giỏi không? Quá giỏi luôn. Nó đuổi mình ra luôn, nó không cảm ơn những cái bạn kia. Sao nó khóa cửa luôn các bạn ạ? Ủa, Ngông ơi, bạn đâu rồi? Bây giờ mình quay lại, mà mình quay ra. Đi về nhà hát này nữa. Hình như là mình giúp bạn Ngông thì mình là cứu được bạn Ngông rồi đấy các bạn. Mình thử đi ra quay trở lại bãi biển xem nào. À, thế là giúp A là cứu người đó. Chắc thế. Hiểu, kiểu giúp người đó làm xong một việc thì bọn sói sẽ thả đi ấy, kiểu thế các bạn. Nhưng mà con chùm đâu? Con chùm đây là con sói đó. Con sói. Thôi để anh quay trở lại bãi biển xem bạn Ngỗng có ở đấy không. Đi ra thôi. Ngỗng ơi, bạn có đây không? Đây. Đúng rồi. Đúng rồi thật nhỉ. Các bạn ấy ra biển hết rồi. Mình còn cứu được, giúp được cả bạn này luôn nè. Bạn hai cái răng là bạn gì ta? Không biết được. Hải cẩu. Đúng hải cẩu các bạn. Hải cẩu. Ủa gì vậy? Đấy là hải cẩu, còn mình là hải ly nha các bạn. Còn con kia là con ngỗng đen. Ngỗng đen. Thế còn con ốc đâu? Con ốc là cái con rái cá đâu? Đây, bây giờ anh sẽ đi cứu ốc. Anh nghĩ ốc ở bên khu bên này các bạn ạ. Ốc là con gái, chắc mà mình một khu chắc sẽ là những cái nhiệm vụ nhẹ nhàng kiểu vậy. Đâu? Ốc đâu? Con gì xanh xanh kia? Ui con sói. Ui con sói. Chính là con sói trùng. Ui vai trưởng con chùm, sói. Trùng của cái đảo này đấy các bạn. Rồi, con này nhìn nó gấu quá Thành ơi. Nó đứng như thế này đây. Bạn mình kinh rồi. Cơ không? Thấy cơ không? Khỏe không? Sợ quá sợ. Eo rất nhỏ nha. Nói chuyện với nó xem nào. Kiểu con sói gian ác.
I've already put all your other friends Nó bảo là nó giữ lại những người bạn chúng ta để làm việc ấy. Và tất nhiên thì mày cũng phải làm việc cho tao. Thì là nó sẽ cho mình, nó chỉ cho mình một cái chỗ ở xa xa kia, long time về trước, là có cái gì kho báu và nó bảo mình đi tìm kho báu. Nó bảo mình phải đi tìm kho báu cho nó. Tìm đủ 40 cái kho báu thì mới được đi. Ủa vì sao nó không tự đi lấy kho báu? Thời gian đang đếm ngược thấy không? 1, 9, 6 thấy không? Đó, 2 cái anh phải nhanh lên. Sao nó không tự đi lấy kho báu đấy? Nhờ mình lấy kho báu ta. Anh phải nhanh lên, thời gian đang đếm ngược đấy. Con gì đấy? Có là vì trong này có con ma nên là con sói nó mới nhờ mình vào đây các bạn ạ. À, không, nó tự đi lấy kho báu rồi, nó không có nhờ mình lấy kho báu đâu. Eo, tưởng con sói đầu gấu hóa ra sự ma. Con ma ơi, trời ơi. Con ma có sừng. Ba ơi, tay em, ba ơi, ôi, anh ơi. Có báu bông mình đây, ôi, ma. Tìm được một nửa số kho báu rồi, cố lên. Xin vĩnh biệt cô. Nó chạm vào mình không sao, nhưng mình đối mặt với nó là mình đai. Rồi, làm lại các bạn ơi. Đừng đối mặt với nó, tốt nhất là đừng quay xe. Hiểu không? Mình cứ đi thẳng. Vì mình không quay xe thì mình không sao hết. Căng thẳng quá, mình sẽ tập trung lấy đủ kho báu các bạn ạ. Đúng rồi. Để nó trả lại chiếc thuyền cho tụi mình. Tụi mình có thể rời khỏi hòn đảo này đi chỗ khác. Tận 3 hồng kho báu lận. Ô, còn 160 giây. Chắc là bị địch thôi, nhưng mà tận con ma gì ạ. Con ma ấy. Con ma sao chưa xuất hiện ta? Chả thấy con ma đâu ta. Kiếm 29 cái, chưa thấy con ma nào các bạn. Đây kia, cái 33 rồi, 34 rồi. Không thấy con ma đâu luôn. Nó chỉ bắt mình một lần thôi. Con ma văn minh. Ma tốt bụng đấy nhỉ, cho mình lấy hết kho báu. Đúng rồi. Không hiểu canh giữ kho báu kiểu gì các bạn. Kiểu như mình chết một lần là cái game này nó sẽ dễ hơn hay sao ấy. Nó sẽ tạo điều kiện cho mình để mình hoàn thành nhiệm vụ. Ok, 42 rồi. Yes. Vậy là mình đã tìm đủ kho báu rồi nha các bạn. Không hề gặp con ma. Chúng ta sẽ có cái thuyền. Chúng ta sẽ có cái thuyền. Cái thuyền để làm gì? Để đi ra khỏi đảo. Chính xác rồi. Ok. Nhìn mà xem, bạn đã làm được rồi nè. Ok, mà nó khen mình làm rất tốt. Chả quá là tốt, là lấy hết kho báu. Trong khi đó trong đấy có con ma nó đuổi mình các bạn. Nhưng lần 2 không có ma nữa. Chắc ma thấy mình đẹp trai nó tha. Ok. Rồi sao nữa? Chưa cứu được bạn rái cá ốc. Đây, ốc đây, ốc nè. Con rái cá ốc đây rồi. Đây. Ui, nó xinh dã man, xinh như ốc luôn, thấy không? Má đỏ hay hay. Trông như con gà tây. Sao con rái cá là giống như con gà tây vậy? Xinh trông như con thần kinh á. Con tinh tinh á. Rồi, nói chuyện nó thế nào? Đúng là con gái nói chuyện nhỏ nhẹ thật, chẳng nghe được cái gì. Không có sắp là không hiểu cái gì luôn. Đúng rồi, tóm lại là nó có coconut. Nó là nhiệm vụ nó là đi hái dừa. Và nó bảo nó không tìm được dừa. Con này đúng là con này không biết tìm dừa. Đây cả một toàn những cây dừa mà lại bảo không tìm được quả dừa nào. Bây giờ mình phải đi lụm dừa cho bạn rái cá ốc. Qua đâu đây, dừa rụng đầy này. Đâu? Đúng rồi. Chỉ việc nhặt, cứ phải trèo lên cây đâu mà. Rái cá ốc không được thông minh lắm nhỉ. Giống ốc vậy. Giống ốc vậy. Hay là rái cá ốc lười biếng. Chắc lười các bạn chứ. Dừa nó ở đây không đến mà nhạt đi này. Rụng đầy này. Ui trời, nhiều thật. Đảo này trồng toàn dừa mà. Em lại cứ tưởng là phải leo cây. Ốc đi theo anh à? Lại còn đi theo, không giúp nhặt dừa đấy ơ. Ai đứa nhặt cho nhanh. Được rồi. Tôi có thể đi theo bạn nhưng tôi không nhặt. Cũng không làm được gì ngoài việc ăn hại các bạn. Dừa rụng này, trên đường thì việc đi nhặt thôi này. Đấy. Kiếm đủ 20 quả được rồi. Còn có mấy quả nữa? 7 quả nữa thôi. Yes. Là xong rồi. Quá nhanh. Quá đơn giản đấy, đúng không bạn? Còn 5 quả nữa, 4 quả nữa. Đây. Nhưng mà chắc là hay là bạn rái cá này thích bạn Bucky. Thôi. Một quả dừa nữa đâu. Đây. Nó khó lắm, nó phải tìm dễ đâu. Rồi, vậy là đã kiếm đủ rồi nha. Đấy nha. Cứu được bạn rái cá ốc rồi nha. Yeah. Đấy.
thấy bản lĩnh của thuyền trưởng Hải Ly Bê Quy Thành chưa? Con rái cá này tên là Oli Otter nha các bạn. Đến con tàu, đi đến chỗ con tàu. Đúng rồi, mình đã giải cứu hình như được tất cả mọi người rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại con tàu và chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này thôi. Đấy, thấy thuyền trưởng nó phải khác. Ai những cái đồ ăn hại đến mấy quả giờ dụng dưới đất không nên nhặt được, phải nhờ người khác nhặt. Nhưng mà nếu thế thì game này có gì mà kinh dị? Thoát khỏi bãi biển là coi như hết game đúng không? Đúng rồi. Có mỗi đoạn con mà. Đây, mình đã giải cứu được tất cả những người bạn của mình rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ có một con thuyền ở ngoài biển kia và mình sẽ rời khỏi hòn đảo này. Nhưng mà đây là một cái kết, là cái good ending, là cái kết tốt đẹp nhất. Ừ. Và khi mà còn một cái kết nữa, khi những cái nhiệm vụ ấy, nó cho chúng ta chơi ấy, thì chúng ta không làm theo những nhiệm vụ đấy thì nó sẽ xuất hiện ra những đoạn phim siêu kinh dị. Và thì bây giờ mình sẽ hoàn thành cái kết tốt đẹp nhất. Mình giải cứu được tất cả mọi người đã nhá. Đoạn phim kinh dị. Đó. Đi rồi, mọi người đi thôi. Rồi đi rồi. Đấy, cứu được tất cả mọi người rồi. Và Bucky và những người bạn đã thành công thoát khỏi cái con hòn đảo này. Hết phim. Cứu được tất cả mọi người rồi. Đơn giản đúng không các bạn? Nhạc gì đấy? Vũ điệu cồng chiêng. Cổ dân gì đấy? Có một đoạn phim trắng nha các bạn. Khi mà chúng ta rời khỏi hòn đảo này. Outro. Ủa alo gì vậy? Cái máy tính nha các bạn ơi. Cái chương trình máy tính này rất là cổ rồi, lâu lắm rồi luôn. Và nó, nói chung đấy, nó giới thiệu, nó trích ra những cái người đã tạo ra những cái game này. Là Bucky Bird Dirt Dirt Bing thì là ai đóng này, Olive Dirt Bing thì ai đóng này. Đó, thế thôi đơn giản. Coi như là hết game rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái cốt truyện thứ hai. Và chúng ta sẽ không làm theo những cái nhiệm vụ mà họ yêu cầu. Chúng ta sẽ phá các bạn. Phá game. Tuyệt quá, tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Các bạn có nhớ không? Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta thực hiện đúng không? Tất nhiên là các bạn nhớ rồi, vừa mới chơi xong. Cái con này nó nhờ mình đi lấy một cái con tàu trên đỉnh núi đó. Bây giờ mình sẽ không lấy nó, giúp nó con tàu. Thế mình làm gì? Mình nhảy xuống biển à? Đấy, nó đang bảo là đi lấy con tàu đúng không? Nhưng mà trời tối thì mình sẽ không được di chuyển. Nhưng mà bây giờ trời tối mình cứ di chuyển. Xem chuyện gì sẽ xảy ra đúng không các bạn? Mình có bị bắn bằng treo chết luôn như ở trong con mực không? Đây. Đấy, chúng ta sẽ không làm giúp nó mà chúng ta cứ ở đây. Nhảy đi, muốn qua đi, đánh nhau đi. Nào, ma đến đây đánh luôn. Đánh. Không, lần đầu chưa có gì xảy ra. Chưa có gì xảy ra. Rồi, gì đấy. Ôi. Có một thế lực nào đấy bắt mình đi mất rồi các bạn. Kéo lên trời. Không làm ương đấy. Làm gì ma đấm mồm ma luôn. Nhưng mà vừa đấy không biết thế lực gì bắt chúng ta đi các bạn. Đấy, bắt chúng ta đi rồi đấy, các bạn thấy không? Nó bắt xong nó lại trả về chỗ cũ cho mình xem. Đấy, và chúng ta mở ra được một cuộn băng phim gì đấy. Một cuộn băng đen trắng nha các bạn ơi, không có màu. Đây là đâu? Một cái phòng làm việc. Đúng rồi, một cái phòng làm việc này. Đây chỉ là anh Vũ Thành đúng không? Bước đi, Bucky Hải Ly. Ôi, trông nhìn nó như kiểu quái vật ấy. Ui, nó đang đập cái gì đấy các bạn ạ? Em tự đoán là nó đang cầm một cái ghế, anh nhìn thấy không? Một cái ghế có cái chân xoay. Đúng rồi. Để ý nãy không? Nó đang đập một cái gì đấy. Đấy, thấy giờ một cái ghế, thấy chưa? Hay nó đang đập ai các bạn? Kinh quá. Làm phát nữa xem nó. Bây giờ chúng ta vẫn di chuyển buổi tối nhá. Lại bị bắt rồi các bạn ơi. Trước khi mình bị kéo lên, có một cái gì đấy nó xuyên qua người mình và mình tóe máu nha các bạn. Có thấy tóe máu không đấy? Rồi. Và chúng ta mở được cuộn băng thứ hai. Đây vẫn chính là Hải Ly này, Bucky này. Kì đấy. Ui. Chợ hồng. Chợ quá. Rồi con này nó biến mất luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi đến chỗ Ngỗng nhé. Ngỗng ơi, mình không giúp bạn sửa những cái bếp lò bốc khói đâu. Này, làm tự đi mà làm chứ. Nấu ăn thì nấu nhiều bếp không bắt người khác đi dập bếp cho. Nấu cháy đồ ăn thế à? Làm đầu bếp thế à? Đâu, cháy đâu? Đấy, cháy to luôn á. Cháy lên. Cháy rồi. Cháy thật rồi. Cháy lên ngọn lửa trên không. Cái gì đấy? Cháy một phát là game nó. Hai cái lò cháy rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, sao tự nhiên điên xì đấy? Nó đuổi mình luôn, nó bảo mày cút. Rồi, vẫn không sửa được đâu nha. Đấm mày hỏng ngay. Có cái dấu hỏi chấm gì kia ta? Nghĩa là nó chưa bị làm sao ấy. Khi mà hết dấu hỏi chấm thì cái bếp này sẽ bốc khói. Đập hỏng bếp. Sao đập hỏng nhỉ?
làm không làm. Mình phá hộ cho mình không sửa nên mình phá luôn các bạn. U là trời ơi. Cháy nhà đi. Cháy khói nó nhỏ. Ấy, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy lên ngọn lửa trên cao nguyên. Ô, cháy lên. Lần này chưa bị đen màn hình nhỉ? Chắc không sao đâu. Ui, cái gì đấy? Lần này nó không chớp chớp nữa mà nó không chớp luôn. Nó đen xì luôn. Ui. 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 Như này luôn đấy. Như này luôn. Nó đập vào cái thiết bị gì đấy. Nó đang túm đầu của một ai đấy. Ui. Buggy sát nhân. Nó lại cho mình cơ hội à? Tôi từ chối cơ hội đâu. Quá mệt mỏi rồi. Rồi, cơ hội tiếp theo đây rồi. Nhưng mà mình vẫn phá, mình không có sửa gì hết. Dù có cho tôi bao nhiêu cơ hội, tôi vẫn sẽ không bao giờ dùng đến cơ hội. Đúng rồi, tôi không cần cơ hội. La 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 la, bay lên nào. Để bị nổ lửa lên. Cháy lò. Cháy lên. Nó sẽ nổ, nổ. Cháy. Cháy. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy không, cháy không. Cháy chứ. Cháy à? Chắn là cháy. Một bếp cháy. Cháy tiếp này. Lại nhấp nháy rồi. Ôi trời ơi. Lần này nó không tắt phụt một cái mà nó lại có dần. Một cuộn băng nữa thật này. Ở trong một lại văn phòng các bạn ơi. Có một người nằm ở đây các bạn. Cái người mà con bất kỳ nó vừa. Nó vừa ấn đầu xuống đó. Chính nó đó. Ôi trời ơi. Sợ đi nhở. Rồi sao nữa? Rồi chuyện sẽ xảy ra. Ôi, ngỗng chạy mất tiêu rồi các bạn ạ. Từ từ cánh cửa này nó mở đó. Nó bắt mình đi ra rồi. Không phải, cánh cửa này lúc ban đầu nếu mà mình rung ngỗng ấy thì nó khóa, nhưng bây giờ nó mở này, mình đi vào xem có chuyện gì xảy ra nhé các bạn. Đúng không? Uầy, một hành lang rất dài với những bức tranh. À không, bức ảnh các bạn ơi, không phải bức tranh. Ui, con Hải Ly kìa. Đây chính là Hải Ly, chính là mình á. Nhưng mà sao trong ảnh mình kinh thế này? Hình như đây là một người mặc trang phục của một con Hải Ly thôi. Ok, đây này, nó có mấy cái bộ đồ hóa trang đang treo ở đằng sau ấy, đằng trước mặt anh đó, nhìn thấy không? Ui, đáng sợ vậy. Wow. Đây chính là một khu triển lãm. Rất nhiều bức ảnh với ai đây? Ôi, ai liệu đây có phải là những người mặc cái trang phục đó không? Chắc thế. Chắc là những người mặc những cái trang phục, những cái nhân vật đấy các bạn. Rồi sao hết à? Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Giật cả mình trời ơi. Cái gì rung rung ấy? Cái gì đấy? Nước. Đào mụn nước, không uống được các bạn. Ủa, hết rồi à? Ừ, hết rồi đó. Đây có một cánh cửa nữa này. Cánh cửa này. Ôi, sao con ngỗng này ở đây? Ui, có một ai này, có một bức ảnh của một người nào đấy nhưng mà xung quanh có vết máu các bạn. Và bạn ngỗng ở đây. Ngỗng ơi, có chuyện gì đấy? Ôi, được. Đã ghi nhận trường hợp là cái ông này đã bị chết á. Trời ơi, đáng sợ vậy. Chết cháy các bạn ạ. Nguyên nhân chết là bởi vì đã bị phá hủy khuôn mặt. Kiểu bị cháy các bạn. Ừ. Sợ vậy. Burn face là kiểu khuôn mặt đã bị cháy đó. Rồi xong này, các bạn này, cái bếp lò này có máu xung quanh nhá. Rồi sao, bây giờ mình phải quay trở ra thôi. Ngỗng bỏ đi rồi, mình cũng phải đi thôi các bạn. Thì ở đây làm gì? Ôi các bạn ơi, anh vừa mở một cánh cửa đi đến chỗ nào đây? Ủa? Có bức tượng của anh kìa. Của anh hay là của voi biển? Bức tượng của anh các bạn ạ. Trời ơi, ngầu lòi luôn các bạn. Ngầu không? Xấu quá. Đi xem có gì không? Đi vào lòng biển luôn các bạn ạ. Đi lại nha. Đi lại. Qua này. Quá hay. Làm quá phát đi. Được luôn. Bên kia là ai? Chính là cái bạn xanh xanh có cái răng nanh đấy. Nào anh bạn. Xem anh có chuyện gì nói với tôi nào. Ui. Là cái người mà đã đóng cái vai anh Hải Cẩu này thì cũng đã chết luôn. Ui, đã bị chết hết các bạn ạ. Ủa. Gì vậy? Sao đáng sợ vậy? Và sau khi chúng ta gặp bạn sói thì đây, lại nhiệm vụ tìm kho báu. Nhưng mà lần này mình sẽ không tìm kho báu các bạn ạ, mình sẽ đứng ở đây. Đứng ở đây và chờ thời gian hết. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chờ thời gian hết xem gì xảy ra nhé. Con ma kìa.
đi. Mày. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi bị chết rồi các bạn. Không sao, chúng ta lại vào. Không lấy kho báu đâu, không lấy kho báu đâu. La 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 la. Quay trở lại không lấy kho báu đâu. Nhưng mà có lẽ đến lần 2 này thì cũng sẽ không có con ma. Chắc không? Thì cũng như vừa nãy đấy, lúc mình bị chết xong mình quay lại lần 2 mình đâu gặp con ma đâu. Ờ. Thì lần này em nghĩ chắc cũng không có con ma đâu. Đi tìm con ma mà. Ma ơi. Ma ơi. Ma có đây không ma ơi? Thì sao đây? Hey. Con ma nó không nhìn thấy mình à? Ơ ma ơi. Ma ngáo à ma ơi. Mày nó không nhìn thấy. Ma bị thất tình rồi các bạn ạ. Nó bị thất tình rồi các bạn. Đây là quái vật chứ không phải ma đâu các bạn ạ. Đây nó có sừng không? Ừ, quái vật đầu hươu. Ờ. Thất tình rồi, chắc bị người yêu bỏ các bạn ạ. Nên là bây giờ đi cứ rù này. Xấu quá, cái này là sao có người yêu? Ừ. Tức là nó đối mặt với mình mà nó cũng không hại mình luôn. Ờ, nó cũng không thể bắt mình luôn. Nó bảo thôi mày lấy cái gì thì mày lấy. Ủa, đứng lại luôn đúng không? Nó quay xe. Bình thường là nó quay xe như vậy là mình chạm mặt nó là mình chết rồi đó. Mình bị nó dư. Ừ, nhưng bây giờ thì không. Không, nó kệ mình rồi các bạn. Nó tập chán lắm rồi. Nó tập chán lắm rồi. Ui. Ui. Con này nó phát điên các bạn ạ. Nó đuổi rồi. Nó đuổi rồi Thành ơi. Đuổi mình rồi. Còn 4, 5 giây. 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ rồi. Chạy đi, hết giờ rồi. Ơ? Ok. Hết giờ rồi, thả tôi ra. Mày à, trời các bạn ơi. Rồi sao? Rồi chả sao à? Thế không có chuyện gì xảy ra à? Ừ. Thử lại nữa xem nào. Đây, con ma. Con ma. Ôi, nó phát điên rồi đấy. Thấy không? Ủa, con ma kia. Ăn thịt ta đi. Mình đứng cho nó ăn thịt luôn các bạn ạ. Xem mình không lấy được kho báu thì chuyện sẽ xảy ra. Và không có gì cho bạn ở đây hết. Không có gì cho bạn ở đây hết các bạn. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Ờ, có một cái khuôn mặt gì đó kinh dị lắm các bạn ạ. Cái mồm nó to lắm. Nó như kiểu bị khâu mồm ấy. Và con sói biến mất luôn. Ờ, mất hút luôn rồi. Rồi, vậy bạn giái cá ở đâu? Ôi, bạn giái cá đây rồi. Bạn giái cá sẽ nhờ mình nhặt quả dừa. Nhưng mình sẽ không nhặt quả dừa các bạn ạ. Ok. Đây, nhặt dừa hộ tao nhá. Không nhặt dừa đâu các bạn. Em định nhờ anh nhặt dừa còn lâu đi nhá. Nhờ mình nhặt dừa đúng không? Mình đánh ốc luôn. Nhặt dừa này, nhặt dừa. Đánh ốc mà ốc kiểu dừa rơi dưới đất ra mình nhặt, có phải bắt leo cây thì người ta còn giúp leo cây chứ đây dừa rơi dưới đất không tự mà nhặt. Không nhặt. Đấm. Cái gì đấy? Này đấm ốc đi à. Rồi, ốc lại cho anh thêm cơ hội đấy. Cơ hội. Làm lại gì? Lại nhờ lại gì? Cho cơ hội. Chưa cần làm gì, nó không cho cơ hội nữa đâu, nó nhấp nháy màn hình rồi. Ôi giời. Nhấp nháy mà sợ à? Còn lâu đi. Ốc à? Ốc hết rồi mà. Rồi chuyện sẽ xảy ra đây các bạn. Ui trời, sao mình nó để sao anh đánh em lại bảo là perfect. Ui có một cái khuôn mặt như kiểu muốn bước ra khỏi màn hình nữa các bạn. Đây là cái hình hóa trang của con giái cá ở ngoài đời thật. Ui đau sợ quá các bạn ơi, nó nghi rằng nó đi kiểu muốn đòi lên màn hình bảo mày đánh tao đúng không, đánh tao đúng không. Rồi lại nói chuyện lần nữa à? Ờ, lại lần nữa các bạn. Ôi giời ơi. Ốc. Nhặt dừa. Rồi. Gì xảy ra? Hai cái bánh xe hả? Một cuộn băng. This is Olivia Finch. I'd like to please submit a complaint. Anonymously, please. Cái này chắc là tụi mình không nghe rõ thì tụi mình sẽ cố gắng nghe rồi Việt sắp ở dưới các bạn cố gắng đọc nhé. Cuộn băng ghi lại buổi điều trần của Olivia. Cô kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình. Rằng một người tên là Brandon hay xuất hiện trước cửa nhà cô. Bình thường hắn chỉ đứng nhìn Olivia từ cửa sổ chứ không vào nhà. Thế nhưng tối hôm qua, hắn ta liên tục dùng đầu đập vào cửa suốt cả một đêm và chỉ bỏ đi lúc 4 giờ sáng để lại một vệt máu dài trên cửa.
Vậy là ông cũng đã biến mất rồi các bạn ạ. Không biết ông đi đâu luôn á. Không, em nghĩ là hay là game này đã đồng ý là giải cứu tất cả các bạn. Giải cứu cái gì? Em nhớ ở đây có cánh cửa không? Ừ. Ừ, bây giờ nó cũng mở luôn nha các bạn. Cánh cửa này xem nào. Đúng rồi, cánh cửa này ban đầu nó khóa nha. À, như cả một cái mật mã này. Cái gì đấy? Ui, cái gì đấy? Ừ, cái gì đấy? Con kia có gì á? Như kiểu mở ra nó thôi miên mình. Ừ, thôi đi vào xem có cái gì trong nha các bạn. Ừ. Nào, không biết có thứ gì ở đây. Ồ. Một loạt các tủ locker. Gì đấy? Chiếu bóng hả? Dạp chiếu bóng ạ? À? Không phải đâu các bạn ạ. Ui thôi đi đâu đây? Đi đâu đây? Cái đầm nước à? Hồ bơi à? Hồ bơi. Ơ, cái nhạc này cuốn đấy nhỉ? Đây như kiểu khu thư giãn à? Ờ, đi bơi à? Bể bơi vô cực à các bạn? Ui kia kia, cái gì kia? Ốc dài cá các bạn ơi. Ốc dài cá đang ở đây á? Ở đây này, ốc đây còn gì nữa? Rồi xong. Cái gì đây? Johnson cũng chết rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta xác nhận là con rái cá này. Cái người ông Johnson đóng vai con rái cá cũng chết rồi. Cũng chết rồi. Tất cả mọi người đều chết rồi, những mọi người đều đóng những cái nhân vật chính là ba cái nhân vật ở trên thuyền đó các bạn. Đều hy sinh rồi. Tóm lại là tập cuối là chết hết nha các bạn. Tập cuối là nhân vật chính chết hết. Bản thân nguyên cái thằng phản diện là cái thằng Bucky này trượt chết nha các bạn. Chết sao được đây, sống dài nhất hội. Hào quang nhân vật chính. Hào quang nhân vật chính không chết được các bạn ạ. Rồi xong, bây giờ chúng ta đi ra các bạn ạ. Quá đỉnh luôn. Đỉnh của chóp à. Rồi bây giờ chúng ta đi ra thôi các bạn ạ. Mình sẽ đi ra bãi biển xem là có cái chiếc thuyền để cho chúng ta thoát đi không nha các bạn. Ừ. Đi rồi. Mở cửa. Được rồi, đi thôi. Ôi, ra bãi biển rồi các bạn ơi. Và các bạn thấy gì không? Sau khi chúng ta phá đám thì không có một ai đứng ở đây để đợi mình đi về rồi. Ừ. Và bây giờ mình ra biển xem có thuyền không để mình đi về nha các bạn. Mình về một mình, nếu có thuyền mình về một mình. Eo ơi, người ta bảo là sống một đống còn hơn, chết một đống còn hơn sống một mình. Nhưng mà một mình lại đi khỏi bãi biển. Đi thôi, có thuyền. Thế là... Thế mà đòi làm thuyền trưởng. Đi về thôi, một mình ta về thôi, không cần một ai hết. Stop. Có một âm thanh gì đấy như kiểu bị nhiễu vậy. Méo tiếng. Đồ chuyện xảy ra nữa. Ui, bãi biển thật này, có tiếng hải âu. Ai đấy? Chúng ta hãy lặp lại những gì mà chúng ta nghe được. Hãy đến và nói chuyện với chúng ta. Ủa, công viên. Khu vực sống là cái gì đấy? Hòn đảo này giống như một cái công viên thôi hả? Hay gì? Một khu được xây dựng lên để trải nghiệm cho những người mà thích hoạt hình này. Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi dồi ôi, tưởng về một mình mà ngon à. Rồi, sao tự nhiên âm mưu đáng sợ này? Eo. Là chính là một trong những ngôi nhà này. Ôi thế là xong, làm sao mà thoát được? Còn cái nịt không có thoát khỏi được cái hòn đảo này mà không có đồng đội. Ok. Các bạn ơi, quay lại cái chỗ ốc đứng luôn các bạn ạ. Không có đồng đội thì chỉ có cả cái nịt thôi. Thôi, anh lại quay lại bãi biển xem như thế nào. Kìa. Từ đây. Anh sẽ không thoát ở đâu con trai. To be không tình yêu. Bừ. Living quarter. Không bao giờ thoát được đâu, đừng có cố gắng nữa. Anh sẽ thoát đi khỏi đây, yên tâm đi. Điều mà anh có thể thoát chính là thoát game. Chính là thoát game. Cái bé gì màu hồng kìa? Cái bé gì hồng hồng? Con gì đây? Mô hình. Đây giống như bức tượng. Bức tượng. Ui dồi ôi. Và anh nghe nói là chúng ta còn có thể tìm được nhiều bức tượng nữa. Đấy, nên thôi là bây giờ anh sẽ việt sắp tất cả những cái cốt truyện mà khi mà chúng ta gặp được những bức tượng khác nhá. Vì thực ra chúng ta chỉ đi tìm những cái bức tượng đấy để nghe những cái câu chuyện này thôi. Và anh sẽ việt sắp một loạt ra cho các bạn hiểu. Ok. Who's this? Hey, this is Mark. Oh, hello. What's going on? Well, today's the day, buddy. Hey, you got the demo ready? Demo? Oh, yeah! It's all set up. When are you coming over? 5 p.m. sharp. I'll be bringing Brandon over to film the commercial, like you asked. Already? You did ask for it. All right. Oh, yeah! That's awesome! He's walking! Connor, look. It doesn't even look like Bucky. What? Buddy, you know what I mean. Just, look. This is Bucky.
This is the face millions around the world recognize as a pop culture icon. That is a beaver in a blue suit. Connor, you're telling me with the vast amount of characters that we own, you picked up some random wolf and dropped him into the game? We're not making this game for your son, Connor. We're making this game for the millions of people who look up to our brand. With all due respect, this is what we... Connor, just... Look, I'll give it to you straight. Do you have any idea how much money your company sunk into Studio Grounds? Do you really think we can extend our generosity to you for that much longer to create this... I don't know, what do you call it? A game? I can't even tell. I'm saying we're done. We're not putting up with this project anymore. Unless you can pitch something to us that is the technical marvel you describe, I don't want to see it. We cannot keep sinking money into this. Get the fuck out! All right. I can see I'm not wanted here. Anh lại quay ra bãi biển đây. Anh lại thoát à? Anh lại đi một mình đây. Anh không thoát ở đâu. Xem có chiếc thuyền nào không? Chiếc thuyền ngoài xa. Không có chiếc thuyền nào cho ta. Không thể thoát không đâu. Không có thuyền. Không có thuyền. Không có rồi, thuyền rồi ơi. Các bạn ơi. Rồi xong. Rồi. Và có lẽ là bây giờ anh Bưu Thành và Chiếc Ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Vì cái kết bây giờ là anh Bưu Thành đã không rời được hòn đảo đây rồi các bạn. Mắc kẹt rồi cùng anh với những người bạn. Anh bị mắc kẹt rồi. Thôi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Các bạn thấy tựa game này có đáng sợ hơn Amanda không? Hãy bình luận ở dưới nhá. Còn anh Bưu Thành à, thấy nó rất là đáng sợ. Nhưng em nghĩ nó không đáng sợ bằng Amanda. Túm lại thì câu chuyện là có một cái công viên. Tóm lại là tập quê chết hết các bạn. Thôi thôi tọa thế không. Nhá. Bye bye.